Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Cẩm Nang Tiểu Học. Đây là chữ A viết hoa. Các em hãy đọc theo cô nào. A, A, A. Đây là chữ A viết thường. Các em hãy đọc theo cô nào. A, A, A. Đây là cách viết chữ A viết hoa. Đây là cách viết chữ A viết thường.